chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video này là mình muốn là đặt tiền cho bếp khỉ thì mình tham khảo ý kiến mọi người đấy. Đấy, cái cá cái ngày ôm không thả cho em chơi cả, thả cho em chơi đi nhá, thả cho em chơi. Ừ. Đấy, để cho em chơi. Ca ngồi xịt ra đây, thả đi được ôm nữa. Ca ngồi đây như này. Đấy, cho em chơi, để em chơi, để em chơi. À, em ngồi đây. À. Em cũng muốn ngồi vô lòng bố đó. Ca thấy mới đầu mình về mình cứ sợ là ca là ghen tị là ganh nhau với chú khỉ con này, nhưng mà cuối cùng là hai đứa rất là hòa thuận luôn. Như thế là mẹ đang chăm sóc luôn ấy, trời ơi chặn nấy chặn người lên đấy, từ từ thôi, vụng về lắm thôi, ca vụng lắm thôi, chăm biết rồi nhưng mà phải ôm nhẹ nhàng thôi chứ, ôm nhẹ nhàng thôi. Em sợ, đúng rồi, ôm nhẹ nhàng nha. Cứ ôm cả ngày đấy. Thì mình thấy mọi người cứ bình luận là tên Coco với lại Kiki. Với lại có nhiều người cũng muốn là tên là cái gì nhỉ? Cucu nữa. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại thì mình quyết định vợ mình muốn là đặt tên là Titi, nhưng mà mình thấy là bé là giống quả mít hơn, để mình đặt tên là mít. mít là theo quả mít của Việt Nam đấy, là người nó béo và to đấy, là những bé này cũng béo người, sau chắc chắn to mà tròn như quả mít nên sẽ đặt tên là mít. Cá và tí nữa mình cũng sẽ đặt thêm cho bé mấy bộ quần áo nha. Cá cả ngày cứ ôm thì rất thích thôi. Cá là cả ngày cái bên bé khỉ này là không rời xa luôn á, chăm sóc rồi ôm, rồi ôm ngủ, rồi đủ các kiểu. À, ca đi lấy bình sữa cho em uống đi nhá. Ca đi ra kia lấy bình sữa cho em uống. Chờ ca ngồi xịt ra đây để em uống sữa chứ nhá. Ca vừa hồi nãy vừa ăn được đúng không? Đấy, yên mình vào uống sữa đấy. Ừ, ca cầm lấy này. Không, ca ngồi mấy rồi, ca cứ ngồi đây đi, rồi tí nữa bố trả lại rồi nha. Đây cứ lô để em ăn đi, em uống sữa để đuối nhá. Đấy, bé mít đang uống sữa đấy. Rồi đấy thôi, không cần mong ca đỡ lên, đỡ cao lên cho em nào. Ca đỡ cao lên nào. À. Lại ôm bố nào, lại ôm bố. Ừ. Lại đây bố ôm. Lại lên ca. Lại đây bố ôm, lại đây ngồi đây ôm. Ờ, bố thương nha. Thương ca nhỉ, ca thương nhỉ. Thương nhỉ. Ca thích nhỉ. Ca để mít uống nua xong rồi ca ôm mít đi ngủ nha. Mắt là buồn ngủ rồi này. Đừng nghịch nữa. Đây là lông của mít ấy, đừng có lôi ra. Đừng lôi, đây là lông.
không không phải đấy đâu nha. Càng ngồi im đi nào, không nghịch nào, để cho mít mít đấy, đợi tí từ từ rồi mít uống xong rồi ca ca ôm đi ngủ nha. Đó, buồn ngủ đó. Đó. Ngồi chưa? Chưa đưa được kích thước để may quần áo cho mít đây. Mít ngủ sớm lắm. Đứng ca, từ từ đi rồi bố. Mẹ đó, cá biết nằm. Cá ôm này, cá biết ôm đấy không? Cá ngồi đây, rồi ôm thế này, không không không, không. Ôm thế này, rồi đúng rồi. Nhấc cao lên sửa mới xuống, chạy xuống được. Cá đã đụng nhẹ nhàng, đụng rất nhẹ nhàng đấy. Cá muốn ôm lắm đó, nhưng mà đừng 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 đè cá, cứ ngồi xuống đây đi rồi bố đưa vô. Rồi đưa, rồi cá ngồi xuống ra đây đi nào, ngồi xuống ra đây bố đưa vô. Rồi bố sẽ trả được rồi, yên tâm bố trả cho cá. Đấy, bố trả cho cá. Bố trả hay là hai đứa nằm đây, cá nằm đây. Rồi nằm xuống. Đấy, bố trả cho cá nha.